diễn biến thời tiết hôm nay đáng chú ý với thông tin không khí lạnh gây gió mạnh, sóng cao, ảnh hưởng tới các hoạt động trên biển. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Từ đêm 19 tháng 2, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4,5 mét. Trong khi đó, trên đất liền, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Cũng do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác. Khu vực Trung Trung Bộ cũng có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.